Xin chào các bạn đến với kênh Bác sĩ Quang Nguyên. Vấn đề Nguyên nói hôm nay đó là về thiền định. Ngày nay thiền định nó không chỉ giới hạn ở trong giới tu hành nữa, mà nó được áp dụng khá là rộng rãi ở trong xã hội, từ những người làm nghệ thuật cho tới những người trong giới doanh nhân. Vậy thì thiền định có lợi ích ra sao và chúng ta nên áp dụng như thế nào? Nguyên sẽ bắt đầu chia sẻ vấn đề này. Lợi ích thứ nhất của thiền định đó là thiền định rất là tốt cho những người mà lao động trí óc. Thiền định làm thay đổi mật độ chất xám ở những cái vùng não liên quan đến sự tự quy chiếu, liên quan đến cảm xúc, trí nhớ và cái khả năng tự học tập. Thiền định còn giúp cho con người ta phát huy những cái vùng não mà có thể giúp người ta dễ dàng đặt bản thân họ vào trong vị trí của người khác, làm tăng mức độ cảm thông, sẻ chia. Thiền định làm tăng cái chỉ số quản trị cảm xúc, là tức là chỉ số EQ. Về cái nhóm lợi thứ hai, những nhà khoa học thì người ta ghi nhận rằng thùy não trái trước là cái thùy não chuyên vận động các cảm xúc tích cực, vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc và giúp cải thiện những cái tình huống tiêu cực trong cuộc sống. Còn cái thùy não phải trước là cái thùy não chuyên vận động những cái cảm xúc tiêu cực như là lo âu, sợ hãi, buồn bã, dễ dàng cáu giận. Đối với người bình thường thì hai cái vùng não này có cái tần suất hoạt động là trung bình và gần gần với nhau. Người ta thực hiện một cái nghiên cứu đó là người ta dùng máy fMRI để đánh giá cái hoạt động não bộ của những người thiền định bằng cộng hưởng từ. Kết quả là những người mà thiền định thường xuyên, thùy não trái trước hoạt động tăng lên rất là nhiều so với người bình thường. Điều này khiến cho họ thường dễ có cái tâm lý vui vẻ, yêu đời, lạc quan và có cái trạng thái sống tích cực, giúp ích được cho cuộc sống của bản thân họ và cho cuộc đời nhiều hơn. Và thậm chí cái mức chênh lệch này nó còn vượt rất là xa so với người trung bình, và còn vượt hơn cả những cái người mà có cái lối sống lạc quan, yêu đời mà không có thiền định. Một cái lợi thứ ba đó là theo nghiên cứu từ một cái tiến sĩ tâm thần học của Đại học Harvard thì cho thấy rằng những người thiền định thường xuyên sẽ làm gia tăng tần suất xuất hiện của sóng não theta, kích thích cái sự sáng tạo nhiều hơn, gia tăng cái khả năng tự học nhiều hơn, đồng thời phát triển cái chỉ số đam mê đó là chỉ số PQ và phát triển cái chỉ số thông minh đó là chỉ số IQ. Một cái lợi thứ tư đó là theo những cái nghiên cứu từ cái trung tâm y học thuộc Viện Đại học California, những thiền sư cấp cao đó họ khó bị kích thích cảm xúc lắm, như là những cái cảm xúc về bất an, lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt, nổi giận. Cảm xúc này họ dễ dàng kiểm soát được do họ kiểm soát được tốt cái sự tiết adrenaline ở trên tuyến thượng thận. Và một cái nhóm lợi thứ năm đó là có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc thiền định rất là tốt cho những người thuộc các cái nhóm bệnh lý về tim mạch, huyết áp, về nội tiết, về tâm thần, về miễn dịch, về truyền nhiễm và các bệnh lý liên quan đến ngoại khoa. Vậy thì chúng ta nên thiền như thế nào? Có rất là nhiều cách thiền. Và đối với những người nào mà chưa quen với việc thiền định, cũng như là chưa có thầy chuyên về dạy thiền hướng dẫn cho mình á, thì mình nên bắt đầu bằng cách là mình tìm hiểu qua tất cả các phương pháp thiền, sau đó chọn ra phương pháp nào phù hợp nhất với mình. Không có phương pháp thiền nào là đúng hay là sai, chỉ có phương pháp nào phù hợp với mình hay không. Tại video này thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thiền phổ biến nhất, dễ thực hiện nhất. Còn những video sau thì Nguyên sẽ cố gắng trình bày những cái phương pháp thiền chuyên dụng hơn cho từng trường hợp. Thời gian thiền định tốt nhất đó là lúc sáng sớm. Tuy nhiên chúng ta không nên quá khắt khe về cái thời gian. Chúng ta nên chọn khoảng ít nhất là 10 phút rảnh rỗi nhất trong ngày để thiền định. Nếu mỗi một ngày chúng ta thiền định hơn 10 phút thì càng tốt thôi. Và mình thiền định nhiều hơn một lần thì cũng tốt luôn. Tất cả những gì mình cần làm đó là mình tìm ra một không gian thoải mái nhất và mình thử nhiều tư thế, mình chọn ra một cái tư thế thoải mái nhất cho mình. Nên hạn chế tư thế nằm và không nhất thiết là phải ngồi xếp bằng, ngồi hoa sen hay là tọa thiền giống như các bậc thiền sư. Về việc tư thế thiền thì Nguyên chỉ lưu ý một cái điều duy nhất các bạn phải nhớ, đó là phải giữ cho cái cột sống của mình thẳng, thẳng từ phía cổ gáy cho đến cái vùng bàn tọa của mình luôn. Vậy là được rồi, không còn gì thêm đâu, để cho cái luồng năng lượng có thể lưu thông được dễ dàng. Trong lúc thiền định thì mình nhắm mắt hay mở mắt thì cũng đều có hiệu quả hết. Tuy nhiên những người nào chưa quen thiền định dễ mất tập trung thì chúng ta nên nhắm mắt lại. Bắt đầu thì chúng ta nên dành ra 3 phút đầu để mình hít thở, hít dài hơi, hít sâu, thở dài và chúng ta lắng nghe hơi thở của mình. Không cần phải hít mạnh, phải hít nhẹ nhàng thôi. Việc lắng nghe hơi thở này giúp cho mình dễ định tâm trí mình hơn. Và trong cái thời điểm này chúng ta phải buông bỏ hết tất cả mọi lo âu, muộn phiền trong ngày, mọi suy nghĩ vấn vương thì mình buông bỏ hết. Mình chỉ lắng nghe hơi thở thôi. Hết 3 phút lắng nghe hơi thở này, chúng ta sẽ chuyển sang một cái trạng thái đó là giữ cho tâm trí của mình hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ gì cả. Và đây là cái thời điểm mà bắt đầu tác dụng của việc hành thiền nó phát huy lên đó.
Phương pháp nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta chỉ cần duy trì giữ một cái tâm trí trống rỗng thành nguyên một cái mạch liên tục từ đầu chí cuối là được rồi. Đó, mình đừng để xen một cái ý nghĩ nào khác vô trong tâm trí mình hết. Nguyên vừa hướng dẫn cho các bạn về cái lợi ích cũng như là cái phương pháp thiền đơn giản nhất để mang lại cái hiệu quả phổ thông nhất. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ comment bên dưới và nhớ bấm like video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào ngày hôm sau.